Xin chào các anh em. Hôm nay đối với tôi là một ngày rất là phấn khích. Và chúng tôi đang đợi đếm từng giây từng phút để đến ngày mai mùng 1 tháng 9 năm 2020. Các bạn biết vì sao không ạ? Ngày mai đó chính là ngày mà Rolex sẽ giới thiệu những sản phẩm mới của họ năm 2020. Tại sao tôi lại nói đây là một sự kiện được rất rất nhiều người quan tâm, trong đó có tôi, và tôi đợi chờ đếm từng giây từng phút để đến được ngày mai xem họ giới thiệu những sản phẩm nào. Các bạn biết vì sao không ạ? Thứ nhất, đây là năm đầu tiên mà Rolex, sau hàng chục năm Rolex không giới thiệu sản phẩm mới tại Baselworld, và đây là một khoảng thời gian rất là lâu rồi chúng ta không có sản phẩm mới, từ tháng 3 năm 2019 đến tận tháng 9 năm 2020, một năm rưỡi các bạn, rất là lâu với những người yêu đồng hồ hay là với những người chơi đi, đều rất là quan tâm những sản phẩm mới. Năm nay Rolex sẽ giới thiệu những sản phẩm gì, và như một cái video mà tôi review tại triển lãm Dubai World Week tháng 11 năm 2019, thì năm nay Rolex sẽ giới thiệu, dự đoán Rolex sẽ giới thiệu những chiếc Submariner mới với cỗ máy mới, thì gần như là 99% ngày mai chúng ta sẽ được chứng kiến những chiếc Submariner mới với ngoại hình có phần thay đổi, và với cỗ máy 3235 được cải tiến 70 tiếng với hàng loạt những cái bằng sáng chế. Và tại sao đến bây giờ thì Rolex mới giới thiệu những chiếc đồng hồ Submariner mới? Thì người ta thường nói rồi, món ngon, món chính thì phải để thường để cuối cùng, đúng không ạ? Thì sau 3 đến 4 năm ra những cái model mới của GMT, thì ngày mai chúng ta mới được thấy được một cái model mới của Submariner. Thật là phấn khích các bạn, thật là phấn khích vô cùng. Cái điều đó ấy, nó đã làm cho cái giá Submariner bản thép, đặc biệt là bản GH, tăng lên rất là cao. Ngày hôm nay giá đã tiếp cận 18.000 và 19.000 USD rồi các bạn. Tôi có một chiếc nhưng không bao giờ tôi bán. Các bạn biết tôi để ở đâu không ạ? Sau lưng. Anh cameraman giơ lên. Đây là một chiếc đồng hồ mà tôi rất là ấn tượng. Đó chính là Submariner GH 116610 LV. Là tôi rất là thích chiếc đồng hồ này, nên là tôi đã in một bức tranh do chính tôi chụp và treo lên. Các bạn nào có muốn xin bản mềm thì hãy comment ở phía dưới video này các bạn nhé. Hãy nhớ comment ở phía dưới, tôi sẽ tặng các bạn cái bức tranh, bức ảnh này in được ra treo rất là đẹp. Nếu như các bạn không có điều kiện để mua một chiếc GH 19.000 ngày hôm nay, thì đây là một phương án tôi nghĩ là rất là hợp lý. Dự kiến năm nay Rolex sẽ giới thiệu thêm Submariner. Thực sự là mọi người đổ dồn bộ sưu tập Submariner rồi các bạn ạ. Và những chiếc GMT thì có lẽ là nó đang bị, chúng ta nói vui với nhau là đã bị lãng quên một chút. Năm ngoái các bạn có nhớ không ạ? Tháng trước thềm Baselworld năm ngoái, đó là những chiếc Batman dây Oyster ngừng sản xuất và chuyển sang dây Jubilee như thế này. Đây trên tay tôi thì nó là một chiếc Pepsi, chứ không phải là chiếc Batman. Thì tôi nhớ là cái thời điểm đấy, tháng 3, tháng 4 năm ngoái, giá của những chiếc Batman 116710 BLNA, đấy là cái mã vành, nó thổi giá lên một cái cách rất là điên cuồng, rất là crazy các bạn ạ. Nó giống như là hack bây giờ. Giá của những chiếc Batman thời điểm đấy nó lên 16-17.000 USD cho một chiếc dây Oyster. Ngày hôm qua thì tôi có post một cái status với một cái hình ảnh dự đoán chiếc đồng hồ Submariner mới được giới thiệu vào ngày 1 tháng 9, thì trong đấy có rất là nhiều ý kiến trái chiều là đáng để thay đổi này, vân vân này. Và chiếc Submariner đấy có đường kính là 41mm, thay đổi
so với cái size truyền thống là 40mm. Tuy nhiên là trong đấy có một cái comment mà tôi thấy nó khá là buồn các bạn. Đó là một cái comment mà có một cái thành viên nói là thường là do cò đẩy giá nên bây giờ mới hot lên thì sồn sồn lên. Thực sự nó mà nói sản phẩm tốt thì luôn luôn được săn đón. Rolex họ làm thương hiệu rất là tốt, họ là làm bậc thầy marketing. Và tôi trong cái sự kiện Dubai World Week và ở cái triển lãm Submariner Exhibition ấy, cái triển lãm Submariner ấy, thì họ, việc họ làm quảng cáo cho bộ sưu tập Submariner nó rất là bài bản, cách đây mấy chục năm rồi các bạn ạ, nó không phải là từ bây giờ đâu. Nên là cái việc những cái người bán nó chỉ là một cái phần nó rất là nhỏ thôi các bạn ạ. Và thực sự ra mà nói, bậc thầy marketing ở đây, bậc thầy marketing ở đây đó chính là thương hiệu Rolex. Đó mới, họ hoàn toàn họ có thể làm được số lượng rất là nhiều. Họ, bởi vì sản lượng của Rolex một năm lên đến 1 triệu chiếc, họ hoàn toàn họ có thể tăng lên 2 triệu chiếc với rất nhiều đồng hồ Rolex Submariner hay rất nhiều đồng hồ sport với vỏ thép. Nhưng họ không làm cái điều đó. Họ luôn làm một điều, đó chính là cái nhu cầu thực sự cần ở trong thị trường luôn luôn nhiều hơn cái việc họ cung cấp ra. Nên là lúc nào khi mà chúng ta mua được một cái chiếc đồng hồ sport ở trong hãng ấy và vỏ thép ấy, chúng ta luôn luôn cảm thấy rất là vui mừng vì chúng ta bắt được vàng ấy các bạn ạ. Mà thực sự thời điểm này, khi trước cái thềm nghe tin là cái chiếc GH nó discontinue, nó dừng sản xuất, thì rất là nhiều người muốn sở hữu nó. Và đương nhiên là nhiều người muốn sở hữu thì giá tự nhiên là nó đẩy lên. Chứ chúng tôi chả có chiếc đồ nào ở đây mà để mà ôm, để mà mua sẵn rồi để thổi lên cả, đúng không? Giá bây giờ để mua, tôi nói thật với tôi, bỏ tiền ra tôi cũng rất là sót. Đấy, chia sẻ với các anh em là như thế. Còn trong cái khoảng giá mà 18-20 nghìn ấy, thì chắc chắn là tôi không bao giờ tôi mua để cho tôi đeo cả. Tôi sẽ chọn một chiếc đồng hồ cũng là sport, vỏ vàng, ví dụ nhé, như là một chiếc Yachtmaster với dây Euter Flex, đeo rất là sướng các bạn ạ. Để tôi đeo hàng ngày, không nhất thiết là tôi cứ phải chọn một chiếc phải là GH đâu. Tất nhiên đấy là quan điểm cá nhân thôi, nhưng với những người mà thích màu xanh, hợp màu xanh thì người ta có thể bỏ ra gấp đôi số tiền hãng niêm yết để họ sở hữu, thì đấy là việc cá nhân. Nhưng với tôi, với sau nhiều trải nghiệm thì tôi rút ra được những kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Đó là với tầm tiền 18.000 hay 20.000 thì tôi sẽ chọn một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, vỏ vàng, sport chẳng hạn, đúng không ạ? Thậm chí là đầy đết đi, đã qua sử dụng đi, size 36 đeo rất là thích, phù hợp, đeo hàng ngày được, bạn mặc cái gì bạn cũng phù hợp. Thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là thay vì chúng ta bỏ 18-20.000 USD cho thời điểm này để sở hữu chiếc GH, thì tại sao chúng ta không để sang 6-8 tháng nữa, khi mà giá GH có thể là nó sẽ êm dịu hơn như những chiếc Pepsi The Oyster hiện tại rồi, nó mềm mại hơn như thế rồi, thì chúng ta hãy lựa chúng ta sở hữu thôi. Tôi khuyên các bạn là không nên mua lúc này. Và tất nhiên là sau đấy thì chả biết thế nào, nói tất cả là dự đoán thôi. Rất là trùng hợp, đây cái video mà tôi giới thiệu ở tại triển lãm Dubai World Week này, tôi đang giới thiệu về bộ sưu tập Submariner này, đấy chính là nó đấy, tháng 11 thì đấy, năm ngoái đấy các bạn ạ. Đấy, thì nên là đúng ra ấy thì cái những chiếc Submariner mới này sẽ được tôi giới thiệu tại Bezugua 2020 tháng 5, nhưng mà họ chưa có thời điểm thích hợp bởi vì chúng ta đang dính dịch Covid đấy, các bạn thấy không ạ? Rolex họ làm rất là bài bản. Trước khi giới thiệu một sản phẩm mới, họ đều phải có cái tiền đề. Tôi rất hy vọng Gia Bảo cũng như tôi sẽ được đánh giá những chiếc đồng hồ Submariner thế hệ mới cùng các bạn ở tại Việt Nam. Và lúc đấy thì tôi rất là welcome, rất là mong các bạn là những người đam mê yêu thích đồng hồ hãy qua Gia Bảo, chúng ta hãy cùng cầm sờ và nắn, hãy cùng trải nghiệm làm một ly cà phê và hãy cùng đánh giá chiếc Rolex mới này các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và là chủ đề các bạn quan tâm, đừng ngần ngại tặng cho chúng tôi một like.
và follow kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.